Dạ, đây là mẫu pin dự phòng USB với dung lượng là dạ bên em có là hiện tại là có loại dung lượng 10.000 nè. Dạ, ngoài ra thì bên em cũng có loại dung lượng là 20.000 cho anh chị nào muốn sử dụng với cái dung lượng lớn luôn ha. Thì mẫu USB này á bên em nhập về á là hiện tại là mẫu mới nhất. Nó mới á là vì cái tính năng là hiện tại mẫu pin này á nó sẽ kết hợp cả ba dây sạc cho ba cái cổng sạc khác nhau mà hiện tại mình đang có trên thị trường. Mẫu đầu tiên á là cổng sạc của đầu Lightning dùng cho anh chị sử dụng iPhone nè. Đầu thứ hai á là đầu cổng Type-C nè. Dạ, và đầu thứ ba là đầu cổng micro cho anh chị luôn ha. Dạ, ngoài cái việc mà nó kết hợp ba cái cổng dây sạc sẵn ở trong cái pin dự phòng này thì với hai bên của phần thân của pin dự phòng á thì bên em đều có cái cổng và đây cổng USB. Dạ, hai cổng luôn. Còn riêng á và ngoài cái phần đó ra thì đối với những anh chị nào mà sử dụng iPhone 12 á mà mình muốn tách riêng, mình muốn dùng cái dây sạc của mình để mình sạc thì ở đây em có cái đầu Type-C cho anh chị có thể gắn trực tiếp cái dây sạc của iPhone 12 để mình gắn vào, mình sạc cho nó nhanh luôn cũng được ha. Cái này á nó mới nhất á là vì khi mà mình sạc á mình sẽ không phải dùng dây để mình sạc mà mình có cái đầu sạc trực tiếp này, mình gắn vào cái ổ điện của mình luôn, sạc rất là nhanh cho cái cục pin dự phòng này. Dạ, mình không cần phải sạc dây gắn như hồi lúc trước nữa, nó sẽ không có làm bị lâu cái cục sạc dự phòng của mình á. Gắn vào như vậy sạc rất là nhanh luôn. Và đây hiện tại đây là những cái thông số có sẵn ở trên cái cục pin dự phòng để anh chị có thể đọc qua nha. Dạ. Dạ đây, với mẫu mà 20.000 bên em có á, dạ thì hiện tại á nó có cái pin á để mình xem được cái mức lượng dung lượng pin nè. Ví dụ như sáng sáng hết 4 nút luôn. Dạ, thì nó có dung lượng là từ trên 75% cho tới 100% pin. Với mức dung lượng mà còn 3 cục 3 chấm thôi á thì mình sẽ có từ dưới 75% cho tới 50%. Cái mức dung lượng mà còn hai dấu sáng á là sẽ còn khoảng từ dưới 50% cho tới 25%. Và cái mức dung lượng cuối cùng là dưới 25% để mình biết mình canh và mình sạc cho cái cục pin dự phòng khi mà mình sử dụng ha. Dạ đây. Đây, đây là mẫu 20.000 và đây là mẫu 10.000, rất là nhỏ gọn để mình có thể mang đi đâu cũng được. Mang đi du lịch, mang đi chơi, mang đi xa mà mình cần pin dự phòng á thì cứ lấy cái mẫu pin USB của bên em ra mà sử dụng nha anh chị.